thể trải nghiệm đầu tiên tại DJ Climate thì mình đã cảm thấy sự khác biệt về làn da rất là rõ ràng. Đầu tiên là sau khi về thì lúc mình cảm giác những cái nơi mà nó đang bị mụn viêm thì nó đã trở nên đỡ sưng tấy hơn rất là nhiều. Và những cái mụn ẩn của mình khi mà được chuyên gia bên này người ta lấy ra hết thì mặc dù lúc đầu có thể hơi đau đau một chút ấy, nhưng mà về sau khi ra mình cảm thấy rất là mịn màng. Sau khi kết thúc liệu trình thì da của mình như được tái sinh vậy. Những cái mụn viêm và mụn ẩn thì hoàn toàn là biến mất và da của mình đã căng bóng và mướt hơn rất là nhiều, cộng với cái việc mà lỗ chân lông của mình thì hiện tại đã không còn nữa.